Càng Long và ông Kho đây. Càng Long là mía bên khán đài B, là nơi em đứng đây. Khán đài A chính là ông Kho. Chặng này hy vọng là Càng Long chúng ta sẽ móc cho hết chúng mình. Thì bây giờ em thấy là Càng Long đang nhỉnh hơn rất là nhiều các bạn. Càng Long đang nhỉnh hơn gần nửa ghe luôn. Em thấy Càng Long đang móc hết sức mình các bạn. Hy vọng là trận này sẽ thấy được Càng Long chúng ta. Ông Kho và Càng Long. Đây là một màn so đấu kịch tính mà em thấy Càng Long đang nhỉnh hơn rất là nhiều bạn. Trận này thì mình sẽ biết được Càng Long chúng ta sẽ như thế nào. 6 trận đấu, 7 trận đấu, 8 trận đấu vẫn không thấy Càng Long chúng ta hết sức. Trận này hy vọng Càng Long chúng ta sẽ móc hết sức mình. Đây, đang thấy số kè các bạn. Ông Kho không thua gì Càng Long đâu nha. Rồi, các bạn đón Càng Long mạnh hơn là có thể là sai lầm nha. Em thấy em Kho đang mạnh rất là nhiều các bạn. Càng Long chúng ta trang phục là màu xanh. Có một cái sự so tài ngang sức. Chưa chắc đâu các bạn ơi. Chưa chắc Càng Long lắm nha. Chưa chắc anh thôi các bạn. Em lấy chữ thể anh không thấy được. Chưa chắc đâu nghe các bạn. Ông Kho rất là mạnh luôn các bạn ơi. Ông Kho. Ông Kho thắng nha các bạn ơi. Ông Kho thắng thôi. Đúng rồi bạn. Ông Kho chúng ta làm một cái điều mà hồi trước giờ chưa ai làm được. Rất là đặc biệt. Ở đây ông Kho đang Càng Long. Chúng ta ở lại nước này là thấy ông Kho đang Càng Long rất là mạnh không? Giờ đây chúng ta đã chia buồn với ông vua Cộng Sách. Mang số hiệu 34 đã làm được cái điều mà trước giờ hiếm có đội nào làm được các bạn, đã hạ được Càng Long.